Rồi hello mọi người nha, chào tất cả mọi người trong buổi sáng mùng 2 hôm nay nha. Hôm nay là mùng 2 Tết. Tết. Thì bây giờ mình bài tao mình ghé thăm một người thân nha. Hôm qua thì là hôm nay là phải đi mùng 1 của mọi người. Đây là nhiều việc á, nên là năm nay mình đi mùng 2 nha. Hôm nay đi mùng 2 nha mọi người. Mùng 2 nha mọi người. Nghĩa Trang ở đen nè. Bây giờ mình vẽ bên tay trái nha. Đây là con đường để đi vào khu hồ Nghĩa Trang người thân mình nha. Đây khu B3 nè mọi người. Đó, qua khu B3 luôn. Đây là 9B3 305379 nha. Đó. Nói chung là con cháu ở trong nhà để được người thân nhớ có xem video thì đó, cứ đi theo ở video thôi. Đây mọi người, đó ngay chỗ ngay đó, mình vô ngay chỗ cái anh cọc hồi nãy mình để đó, lô 7B3 305379 nha. Đó, vào đây thì chúng mình thấy nha, mộ của ông cố bà cố của mình nè mọi người. Đây là ông cố bà cố nè. Nói chung là mình là nguyên quán, gốc là ở quê Bình Định nha, ở Tam Quan Bình Định. Mong có một cố vô hội cho tất cả người thân mà bè, người thân trong gia đình, con cháu năm mới, nói chung là về sức khỏe và sự như ý đó. Nói chung là nhớ mong có một cố vô hộ và kế bên nhà đây, kế bên là bà nội của mình nha. Kế bên là bà nội của mình đây, bà nội của mình đó, mình nội phù hộ cho ba má cũng như là tất cả người thân yêu, thành lập sức khỏe. Nhưng mà mình nội nhiều sức khỏe rồi mà là nói chung là với phù bà phù hộ sức khỏe rồi con cháu làm ăn thành công như ý nha. Mình nội phù hộ rồi phía bên này là mộ của ông Tám nha, ông Tám nha mọi người, đây ông Tám của mình. Đó. Nói chung là cũng giờ mua để cạnh cạnh nhau không nha mọi người. Đây ví dụ là ông Tám, nếu ai không lên đây viếng mộ thăm ông Tám được thì mọi người có thể xem anh video của mình. Nói chung là yêu mến và ủng hộ nha. Anh là một của người ta. Đây là ba ngôi mộ của ông bà tổ tiên, con cháu, gia đình họ Huỳnh nha. Mình cũng là con cháu, cháu cố, cháu nội, cháu cái bằng ông. Không mong gì hơn, mong ông bà ở nơi
đổi tiền hay xấu hơn, thiên thì về phù hộ cho con cháu rồi là sức khỏe, rồi thì sẽ ý làm ăn thành công này cách đây lợi. Rồi thôi xin phép về, cảm ơn, có dịp mình sẽ lên biếu mộ ông cố, là ông cố bà nội ông Tám. Rồi xin phép được về. À dạ. Rồi. À, không lên chợ đi. Đã thẳng lúc gì đó rồi. Đó tuổi. Chết rồi. Rồi nếu không phải lên đi trái nè mọi người. Trái. Ơi. Trái đứa bên này là như là mình cũng như là ông và em của nội cái cô cậu thì đây rồi cái đậu xe đi đây. Đây có cây rồi, có cây rồi mà cây nó chặt rồi mới mất hương hướng đó em mọi người. Bình Long rồi. À. B2 lô 7 33 435. Đây là 36. Là 36 à? Kế bên luôn. Này là 36. Sao sao kêu là này là ông 6. Có nhiều hết rồi. Rồi sao dụng Vinh. Anh tối lấy nghe đi, gọi nghe, gọi nghe thơm nè. Lấy là đốt. Đây là con chung nè, chú Hiển chung chung hôm nay luôn. Chung luôn, chung với ông Sáu cha con chú mình mấy năm bất dậu 23 cải tán cải tạo nè. Lúc trước đây có cây nè nó mát thì mất, nó mất gốc này nè, không biết chứ mã này sao đâu cây nào đúng cây nè, có bông nó đỏ là đỏ lắm, cây ốm mà cao lên mới biết được cái mã à, bị bấn đó hả. À, nó không mất lưới. Đạo ba vô cũng chạy hai ba vòng kiếm á chứ. Ngon mất cái cây này nè, không biết đường. Lạc đường. Đây là mọi người, hiện tại đang là mùng 2 nha mọi người. Đây, mình đang có mặt ở nghĩa trang Gò Đen nha. Đây, nói chung mình cũng giới thiệu mọi người, đây là nghĩa trang của ông cố. Có loại dạ. Mình cũng phải dạo bên nhà mọi người. Nói chung là hàng năm là thường là
gọi là theo cái người Việt Nam mình là 25 là sẽ tảo mộ, nhưng mà thật sự là do công việc nhiều, chứ là mình cũng nhiều việc mà thành ra không có đi vào cái ngày ra được, vẫn phải làm rất là nhiều công việc để phục vụ cho mọi người nha. Thành ra hôm nay là mùng 2 thì chúng mình được mọi người trong thời gian nghỉ Tết đó, mình có thời gian nghỉ thôi, thành ra mình lên đây để viếng thăm những người thân đã mất, nói chung là vậy. Nói chung là chúng ta bây giờ bây giờ có ngày hôm nay là nói chung là chúng ta cũng sẽ nhờ những công ơn của ông bà tổ tiên ngày xưa đã cố gắng gìn giữ vun đắp để dành lại cho đời con cháu như bây giờ nha mọi người. Để tất cả chúng ta, nếu chúng ta còn người thân, chúng ta nên yêu thương quý trọng người thân của chúng ta nha. Đó. Thì cái này không có kiếp sau đâu mọi người, hãy cố gắng trân trọng và gìn giữ những gì hiện đang có nha. Đó. Mình lên đây nó không có gì nhiều chỗ tâm lòng đó. Một ít bánh rồi nhiên là một ít cái tiền bạc để gửi đến ông. Nói chung là người thân của mình thì ngày xưa ở dưới Bình Hưng Hòa mọi người đó, chôn dưới Bình Hưng Hòa rồi bây giờ giờ đa số là giờ về nghĩa trang rồi đen hết mọi người, tại vì ở dưới nghĩa trang Bình Hưng Hòa bây giờ là người ta chuẩn bị giải tỏa, người ta lấy đất rồi lại thứ vậy đó, thành ra giờ về trên nghĩa trang rồi đen này hết rồi mọi người. Ông nội bà nội cũng có bà cố luôn, của mình cũng vậy. Nói chung là được giờ về khu nghĩa trang rồi đen này hết, không còn thấy không ạ, khu nghĩa trang rồi đen này rất là trang nghiêm nha. Nó có một cái trình tự không có thấy không? Nói chung là nó sẽ theo khuôn khổ rất là ổn định nha, có người quản lý rồi. Thì đây là khuôn viên nghĩa trang Gò Đen nha mọi người, đây là hoa viên Gò Đen nè, khuôn nghĩa trang là giờ bài trí. Nói chung là rất là an ninh nha. Rồi bây giờ là tiếp theo ông bà đi đâu cũng được, rồi những gì ông bà để mình đi đâu, nói chung cái gì cũng vậy, mình sẽ có tất cả cuộc sống của chúng ta mà sẽ có những cái lúc vui thăng trầm và những cái khó khăn khổ cực, những cái gì sẽ đáng chúng ta phải động lại để suy nghĩ về cuộc đời của mình hiện tại và tương lai chúng ta phải nên như thế nào, đồng hành cùng điều đó thì chúng ta sẽ bị không, mặc dù ở đâu chúng ta sẽ bị cố gắng chia sẻ về cái cuộc đời mình, cuộc sống để sau này nếu có duyên có cơ hội thì con cháu của mình thực sự là vậy đó, có thể nhìn lại những cống hiến của cái đứa sinh thành rồi các thứ chờ đời nha. Rồi, bây giờ mình xin phép đặt máy để mình đốt để xem rồi. Thank you.
Mình đi hôm nay mùng 2 là nói chung là cũng không có ai mà thấy mà anh à. Tại thường hàng năm là mình đi mùng 1 cùng với gia đình người thân nha. Nói chung mình nhìn cũng nhiều việc có thể là đi mùng 2 cho mình. Nói chung mình tùy tấm lòng của chúng ta thôi, thật sự là vậy. Nhưng mà thường nó không phải là tất nhất nếu chúng ta rảnh rỗi không có chuyện hay gì đó. Chúng ta cũng hãy đi bình thường nha. Cuộc sống của chúng ta mọi người sẽ có những lúc chúng ta cần phải động lại để nhìn nhận và cố gắng hơn, phải tạo động lực cho bản thân, phải cố gắng lên vì tương lai, vì những cái gọi là mong muốn, dự định của chúng ta, chúng ta phải cố gắng hơn để thực hiện. Mong năm mới thì ngày 8 sẽ có nhiều cái bước chuyển đổi vững chắc hơn, cho mọi người yêu mến hơn. Rồi thôi, Tấm Tài TV xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Rồi Tấm Tài TV cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, luôn luôn đồng hành và theo dõi các video của Tấm Tài nhà 8 ra nha. Tấm Tài rất cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn yêu mến và ủng hộ. Nhà 8 xin cảm ơn tất cả mọi người, mong mọi người luôn luôn tiếp tục cố gắng đồng hành để nhà 8 có thêm nhiều động lực ra nhiều video clip mới để gửi đến tất cả mọi người nha. Tấm Tài TV xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một năm mới Quý Mão dạng sự phú quý như ý các tường nha. Rồi mình tạm biệt video ở đây, bye bye mọi người.